Xin chào toàn thể các cô chú và anh chị đã trở lại với kênh Đạt Giải. Ngày hôm nay em xin chia sẻ và báo giá một loạt các mẫu xe thùng lừng hiện tại đang có mặt tại Đạt Giải các bác nhé. Các mẫu xe từ đời 2002, 2011, 2012, 2014. Tất cả các mẫu xe tải trọng Kia K3000 tải trọng từ 1,4 tấn các bác nhé. Đây là em sẽ lướt qua một loạt các mẫu xe đây. Trước mắt các bác đây là mẫu xe biển số 29C34586 Kia K3000 đời 2014, một mẫu xe tải trọng 1,4 tấn, rất phù hợp với nhu cầu công việc như là vận tải mặt hàng nhôm kính, cây cảnh, vật liệu xây dựng. Một mẫu xe có điều hòa và đó sẽ đầy đủ rồi và chỉ vận tải kinh doanh thôi, với mức giá đang được chia sẻ trên hệ thống của kênh Đạt Xe Tải cho mẫu xe này là 245 triệu đồng các bác nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với cả mẫu xe 98C02725, mẫu xe Kia K3000 đời 2012, một mẫu xe sơn zin toàn xe, điều hòa lo sàn đầy đủ rồi, một mẫu xe tải trọng 1,4 tấn với mức giá đang được chia sẻ trên hệ thống của kênh Đạt Xe Tải cho mẫu xe này là 225 triệu đồng các bác nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với một mẫu xe đẹp xuất sắc đời 2002, một mẫu xe Kia K3000 tải trọng 1,4 tấn, thùng dài là 3,4 m, với mức giá đang được chia sẻ trong chiếc xe điều hòa lót sàn đầy đủ rồi, với mức giá là 125 triệu đồng các bác nhé. Biển 98C17891. Tiếp theo chúng ta cùng đến với cả mẫu xe Kia K3000 đời 2011, một mẫu xe tải trọng 1,4 tấn, điều hòa lót sàn đầy đủ, với mức giá đang được chia sẻ trên hệ thống của kênh Đạt Xe Tải cho mẫu xe thùng lừng này là 220 triệu đồng các bác nhé. Tiếp tới là một mẫu xe Kia K3000 đời 2011, một mẫu xe đã được rút hồ sơ điều hòa lót sàn đầy đủ, với mức giá đang được chia sẻ trên hệ thống của kênh Đạt Xe Tải là 215 triệu đồng các bác nhé. Bây giờ em sẽ đi chi tiết từng mẫu xe từ đời thấp đến đời cao cho các bác. Trước mắt các bác đây, một mẫu xe đời 2002 Kia K3000 tải trọng 1,4 tấn, điều hòa lót sàn đầy đủ rồi. Các bác đang có nhu cầu ấy mua những mức xe thùng lừng tầm tiền chỉ trên 100 triệu một chút thôi, để cân nhắc tới mẫu xe này để kinh doanh khởi nghiệp các bác nhé. Một mẫu xe đã có điều hòa lót sàn đầy đủ rồi. Chúng ta sẽ cùng đến với cabin chiếc xe này. Đến với Đạt Xe Tải thì em xin cam kết với các bác là những mẫu xe của em cam kết là sẽ không nô đụng này, không gập nước này, không thủy kích này, sang tên đổi chủ nhanh chóng dễ dàng. Với dòng xe Kia K3000 này có chiều dài thùng là 3,4 m, sử dụng hệ thống treo bằng nhíp, cái việc cõng hàng chở hàng rất là thoải mái, đi trên các mọi cung đường rất là dễ chịu thôi. Việc chở quá tải cũng rất là tốt các bác nhé. Với mức giá chỉ trên 100 triệu đồng, 125 triệu đồng, các bác sở hữu được chiếc xe chất lượng này rồi. Chiếc xe này còn đăng kiểm tới tháng 2 năm 2021 này. Toàn bộ điều hòa này đã được option giả vân gỗ rồi. Ghế thì được bọc da. Không gian nội thất thì khá là sạch sẽ. Chủ cũng khá là giữ gìn cho chiếc xe này. Chiếc xe này thì em về em mới chỉ có rửa qua nước thôi, chứ chưa có gọi là đẻ tót gì cả. Vẫn còn những cái nguyên bản nhất, tinh túy nhất của chủ cũ để lại. Chiếc xe thì đã được lót sàn rồi. Toàn bộ sàn này khá là phẳng và đẹp này. Chúng ta về chỉ về vận tải kinh doanh thôi, không phải làm thêm cái gì cả. Khi chúng ta xem xe tải cũ thì chúng ta hay quan trọng nhất tới những phần như kiểu máy móc này, gầm bệ này, nhất là những chiếc xe đời sâu này. Còn về sơn si chúng ta có thể là phải bỏ qua, nhưng mà nó càng sơn zin đẹp thì càng tốt. Còn không thì chúng ta phải chấp nhận những cái thứ mà chúng ta bỏ qua được, để không vì những cái chi tiết nhỏ như vậy mà bỏ qua cái chất lượng tuyệt vời của xe các bác nhé. Điều hòa lót sàn đầy đủ rồi, về chỉ vận tải kinh doanh thôi, sử dụng hệ thống treo bằng nhíp.
Em xin chia sẻ là mẫu xe này, mẫu xe Kia K3000 đời 2002, một mẫu xe tải trọng 1,4 tấn, mới biển số xe 98C17891, với mức giá đang được chia sẻ trên hệ thống của kênh Đạt Xe Tải cho mẫu xe này là 125 triệu đồng các bác nhé, đời 2002. Hiện tại em đang có rất nhiều các mẫu xe thùng lửng để các bác lựa chọn này. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với cả cặp đôi đời 2011 đây, K3000 đời 2011. Trước tiên là một mẫu xe Kia K3000 đời 2011 đã được rút hồ sơ, một mẫu xe tải trọng 1,4 tấn với mức giá đang được chia sẻ trên thống của kênh Đạt Xe Tải cho mẫu xe này là 220 triệu đồng các bác nhé. Sơn xi gần như là nguyên bản, sơn zin đến 80%, 80-90%. Điều hòa Zun, keo chỉ các cửa nguyên này. Toàn bộ phần keo chỉ này, phần cột keo này, phần đinh bấm này, còn nguyên cái đinh bấm. Trên những video của kênh YouTube Đạt Xe Tải cũng như là Xe Đạt 88 thì em đã có những chia sẻ hàng ngày về cách xem xe, cách định giá xe để không mua phải những cái mẫu xe lỗi, mẫu xe kém chất lượng và với giá cao. Tiền nào thì phải lấy, xe lỗi có giá của xe lỗi mà xe không lỗi có giá của xe không lỗi các bác nhé. Không gian nội thất cabin này, ghế đã được bọc da rất là sạch sẽ rồi. Một mẫu xe đẹp xuất sắc luôn. Với mức giá được chia sẻ trên hệ thống của kênh Đạt Xe Tải là 220 triệu đồng. Trung tâm giải trí này, điều hòa này, điều hòa Zun, toàn bộ phần nội thất cũng đang là rất là sạch sẽ và thoáng mát, rất là đẹp. Chiếc xe này có đăng kiểm từ tháng 3 năm 2021 các bác nhé. Toàn bộ phần bậc lên xuống này không có han gì gì cả. Phần cua lốp cũng vậy, chưa có dấu hiệu của han gì hay mục mẹt nào. Video ngày hôm nay em xin chia sẻ rất là chi tiết cụ thể với những mẫu xe thùng lửng của các bác nhé. Đây hệ thống sàn sóng này đẹp căng luôn, không chút móp méo nào cả, móp méo cong vênh hay là han gì nào cả. Này hệ thống chassis thì vuông vắn này, không có móp méo hàn rồ không hay là hàn lại gì cả. Cái việc chassis, hệ thống chassis, hệ thống khung gầm là rất là quan trọng so với những cái mẫu xe tải, vì chúng ta tải hàng mà, nên cần phải có hệ thống chassis sẽ chắc chắn an toàn khi ra vận tải. Với mức giá là 220 triệu đồng, có thương lượng và giàn lọc cho các bác khi các bác trực tiếp xem xe tại Đạt Xe Tải các bác nhé. Em xin được chia sẻ lại mẫu xe này, mẫu xe Kia K3000 thùng lửng đời 2011, một mẫu xe tải trọng là 1,4 tấn, điều hòa lót sàn đầy đủ, hạ 3 bằng thùng, đơn giản dễ dàng, phù hợp với nhu cầu công việc chở các vận tải như vật liệu nhôm kính này, vật liệu xây dựng này, các mặt hàng như chậu cây cảnh, với mức giá đang được chia sẻ là 220 triệu đồng các bác nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với một mẫu xe màu xanh bộ đội Kia K3000 đời 2011, có mẫu xe tải trọng là 1,4 tấn. Với mức giá đang được chia sẻ trên hệ thống của kênh Đạt Xe Tải là 215 triệu đồng các bác nhé. Hiện tại em đang có rất đa dạng, rất nhiều mẫu xe, rất nhiều mẫu để cho các bác lựa chọn này. Màu xanh, màu trắng đều đủ cả, xanh dương, xanh bộ đội đều đủ cả các bác nhé. Dòng xe Kia K3000 này thì cái việc vận tải hàng hóa rất là nhẹ nhàng, đơn giản. Việc thay thế, sửa chữa cũng rất là đơn giản thôi. Đây là phần toàn bộ phần...
Đây toàn bộ cái không gian cabin của cái mẫu xe Kia K3011 này, một xe một đội này. Tất cả mẫu xe đây thì em sẽ cam kết cho các bác là những mẫu xe của em là cam kết xe không đâm đụng này, không ngập nước này, không thủy kích, sang tên đổi chủ nhanh chóng dễ dàng. Với mức giá được chia sẻ là 215 triệu đồng. Đã được rút hồ sơ rồi. Nên các bác có nhu cầu chỉ cần mua xe bên em thì chúng ta chỉ cần thêm một chút chi phí gọi là sang tên chính chủ cho các bác thôi. Là chúng ta về vận tải kinh doanh tên của mình rồi. Có rất nhiều những ưu thế cho các bác khi các bác mua xe tại đại sở tải. Mẫu xe này trần thì đã được làm trần rất là đẹp rồi. Không gian nhìn rất là sang trọng. Một mẫu xe tải mà nhìn cái không gian rất là sạch sẽ và sang trọng thì cảm giác mình lái xe đã dễ chịu hơn rất nhiều. Ngoài những dòng xe thùng lửng ra, em còn rất nhiều các mẫu xe thùng bạt các bác nhé. Rất nhiều các mẫu xe thùng bạt. Các dòng từ dòng xe Kia, dòng xe Kia Bongo, dòng xe Taco Olin đầy đủ cả. Và các dòng xe thùng 5 tạ, 7 tạ, 8 tạ cũng có rất nhiều. Đây, cái phần hệ thống chassis rất là đẹp này. Đây những cái vết trắng trắng này, những vết bẩn thôi nhé. Bẩn khi chúng ta vận tải trên đường thôi, chứ không phải là han gì đâu. Các bác mà đang có nhu cầu về cái mẫu xe như thế nào hãy để lại cho em lời nhắn, để lại comment nhé. Qua các số điện thoại được ghi trên màn hình hoặc là trực tiếp trên cái fanpage Đạt Xe Tải. Cái chương trình livestream em sẽ thường phát vào lúc 12 giờ trưa hàng ngày trên fanpage Đạt Xe Tải, fanpage Facebook Đạt Xe Tải các bác nhé. Còn ngoài ra trên kênh YouTube Đạt Xe Tải thì các bác CD88 thì các bác có thể theo dõi được những chương trình phát lại livestream và những chương trình báo giá hàng ngày, cập nhật hàng ngày, hàng giờ tại Đạt Xe Tải các mẫu xe mới về. Và 5 giờ chiều thì sẽ có những cái chương trình chia sẻ và báo giá và một số cái clip vui trên cái kênh Đạt Xe Tải. Và để các bác, giúp các bác mua được những chiếc xe chất lượng, giá cả hợp lý. Nếu như không trực tiếp lên em để xem xe các bác nhá. Em sử dụng Zalo và số điện thoại 0975 180 777. Và ngoài ra các số tổng đài như là 0975 180 777 này, 0975 672 888 và 0978 730 999 các bác nhá. Một lần nữa em xin chia sẻ lại mẫu xe này, mẫu xe Kia K3000 đã 2011, một mẫu xe đã có điều hòa, lót sàn đầy đủ rồi. Với mức giá đang được chia sẻ hệ thống của kênh Đạt Xe Tải là 215 triệu đồng, bao rút hồ sơ cho các bác nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với cả một mẫu xe đã 2012 nữa, mẫu xe sơn zin nguyên bản, mẫu xe Kia K3000 đã 2012, điều hòa, lót sàn đầy đủ. Sơn là sơn zin nguyên bản luôn các bạn nhé. Đây là màu sơn nguyên bản của nó đó. Chưa có sơn xi sơn lại hay là đánh bóng gì cả, nguyên mẫu luôn. Với mức giá đang được chia sẻ hệ thống của kênh Đạt Xe Tải cho mẫu xe này là 225 triệu đồng. Đã 2012. Điều hòa, lót sàn đầy đủ. Xe cam kết không đâm va. Đây là xe vì đó là sơn zin nguyên bản nên là em vẫn giữ nguyên tất cả những cái gọi là xước sát chật chặt từ ban đầu của nó này. Đây là những cái màu sơn zin nguyên bản của nó luôn. Ghế thì ghế da rồi, ghế da của chủ cũ. Tổng thành về cabin, tất cả về từ phần lỗ hết cabin, điều hòa, những cái chi tiết em có thể cam kết cho các bác là cam kết xe không đâm đụng này, không ngập nước, không thủy kích. Giấy tờ thì em cam kết cho các bác này, giấy tờ chuẩn chỉ. Có những cái mức giá ưu đãi nhất khi các bác lên trực tiếp xem xe tại Đạt Xe Tải các bác nhá. Đây thậm chí kìa, có thể đây cái chấm sơn bảo hành ở cái cánh cửa còn nguyên này. Đó, còn nguyên chấm sơn bảo hành của cánh cửa luôn. Xe zin toàn bộ. Đây, phần
dàn 60 rất là vuông vắn các bác nhá. Thậm chí đã được chêm thêm để tăng độ cứng vững, độ tải khi chúng ta đi xe đi đường dài này, tăng thêm tải trọng cho xe, khả năng chịu tải cho xe này. Lốp đát thì còn khoảng tầm 90% các bác nhá, 85-90%. Lốp đát còn khá là đẹp. Đây phần sàn đây. Phần lòng thùng. Đã lót sàn rồi. Với mức giá đang được chia sẻ cho mẫu xe này là 225 triệu đồng coi nhá. Mẫu xe biển số 98C02725. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với cả một mẫu xe đẩy cao vụt lên. Mẫu xe Kia K3000 đã 2014. Một mẫu xe tải trọng 1,4 tấn thùng lưng. Điều hòa lót sàn inox rồi, với mức giá đang được chia sẻ trên hệ thống của kênh Đạt Xe Tải cho mẫu xe này là 245 triệu đồng, mẫu xe biển số 29C34586. Sơn xi ở nguyên bản luôn, gần như là nguyên bản hết. Zin toàn bộ. Không gian nội thất này. Ghế da nguyên bản của nó các bác nhé. Đây phần da nguyên bản luôn, rất là mềm mại và êm ái luôn. Điều hòa thì điều hòa mát run, rất run luôn. Lót sàn rồi, lót sàn inox rồi. Cái việc có sàn inox thì chúng ta đảm bảo được rất nhiều cái thứ nhỉ. Cái việc mặt hàng, các mặt hàng của ta là cái việc dàn sóng không bị ảnh hưởng này. Và cái việc vệ sinh dọn dẹp cũng rất là dễ dàng, đơn giản. Với cái mẫu xe đời cao như thế này thì chúng ta không cần phải so xem xét gì nhiều. Đây, đã là lót sàn inox rồi này. Rất là đẹp luôn, sáng bóng luôn. Hệ thống khung gầm này, sắt xi chắc chắn là vuông vắn này. Lốp lát còn đẹp này. Em xin chia sẻ lại mẫu xe này, mẫu xe Kia K3000 đời 2014, một mẫu xe tải trọng 1,4 tấn, với mức giá đang được chia sẻ trên hệ thống của kênh Đạt Xe Tải cho mẫu xe này là 245 triệu đồng các bác nhé. Và em xin báo giá lại một số cái mẫu xe tại Đạt Xe Tải đây. Tiếp theo là mẫu xe K3000 đời 2012, mức giá là 225 triệu đồng. Mẫu xe K3000 đời 2002, mẫu xe có mức giá là 125 triệu đồng các bác nhé. Mẫu xe Kia K3000 đời 2011, mẫu xe có mức giá đang được chia sẻ là 220 triệu đồng. Mẫu xe đời 2011 K3000 với mức giá là 215 triệu đồng. Đã được rút hồ sơ. Mẫu xe Kia K140 đời 2014, một mẫu xe tải trọng 1,4 tấn với mức giá đang được chia sẻ là 260 triệu đồng. Mẫu xe biển số 22C04575 Kia K140 mức giá đang được chia sẻ là 260 triệu đồng, đời 2014. Mẫu xe Olin 800A đời 2015 tải trọng 8 tấn thùng dài 69 với mức giá đang được chia sẻ trên hệ thống của kênh Đạt Xe Tải là 365 triệu đồng. Mẫu xe Hyundai HD65 đời 2009, một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc thùng dài 4m2 với mức giá đang được chia sẻ trên tổng của kênh Đạt Xe Tải là 285 triệu đồng. Mẫu xe Taco Olin 350 đời 2017 đăng ký 2018 với mức giá đang được chia sẻ trên hệ thống của kênh Đạt Xe Tải cho mẫu xe này là 265 triệu đồng các bác nhé. Tôi cứ chỉnh điện rồi. Mẫu xe Taco Olin 500B đời 2016 với mức giá đang được chia sẻ trên tổng của kênh Đạt Xe Tải cho mẫu xe này là 260 triệu đồng. Mẫu xe Kia K3000 đời 2004 với mức giá đang được chia sẻ trên tổng của kênh Đạt Xe Tải là 150 triệu đồng các bác nhé. Tiếp theo là mẫu xe Kia K3000 đời 2004 biển số 37C07367 với mức giá đang được chia sẻ trên tổng của kênh Đạt Xe Tải là
150 triệu đồng các bác nhé. Mẫu xe Kia K3000 chuyên chở gà, xin lỗi, mẫu xe K2700 chuyên chở gà đời 2011, một mẫu xe tải trọng là 1,25 tấn với mức giá đang được chia sẻ là 185 triệu đồng. Mẫu xe Kia K190 đời 2016 với mức giá đang được chia sẻ là 273 triệu đồng các bác nhé, tải trọng 1,9 tấn. Mẫu xe Kia K165 đời 2015 với mức giá đang được chia sẻ là 300 triệu đồng. Mẫu xe Kia K3000 đời 2012 với mức giá đang được chia sẻ là 225 triệu đồng các bác nhé. Mẫu xe Kia K165 đời 2017, một mẫu xe tải trọng 2,4 tấn của dòng xe lưng tải của dòng xe Kia K3000 với mức giá đang được chia sẻ trên tuấn của kênh xe tải là 355 triệu đồng các bác nhé. Vừa rồi là những chi tiết báo giá qua và chi tiết những mẫu xe thùng lửng tại đạt xe tải. Các bạn đã có nhu cầu về mẫu xe nào hãy để lại cho em lời nhắn, để lại comment nhé. Em sử dụng các số điện thoại được ghi trên màn hình 0975 180 777, 0975 672 888 và 0978 730 999. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.